Thời nay, tu sĩ giữ gìn giới luật nghiêm túc và trai giới thanh tịnh thì quá hiếm. Còn những người tu sĩ lạm dụng của tiền đàn na thí chủ ăn không ngồi rồi thì chẳng thiếu gì. Họ chỉ biết lo thân mình sung sướng, ngồi mát ăn bát vàng. Thì những tu sĩ này tính không hết. Đời sống khó khăn, làm nên cuộc sống rất vất vả. Cho nên, có một số người lợi dụng phật giáo chui rút vào để tìm lối sống vì vừa có danh vừa có lợi những hàng tu sĩ này đâu phải đi tìm đường giải thoát mà đi tìm cơm ăn áo mặc và danh lợi lợi dụng giới luật phật giáo không nghiêm chỉnh nên dễ dàng chui vào nếu giới luật phật giáo nghiêm chỉnh thì những người này không thể chui vào được vì không thể kiếm ăn làm giàu và danh lợi được người tu sĩ chân chánh của phật giáo buông xả sạch đời sống thiểu dục tri túc tối đa thì làm sao có chùa to tháp lớn y áo nhiều ăn ngày một bữa chẳng ăn uống phi thời thì làm sao bọn đầu cơ tôn giáo núp áo cà sa được sống không gia đình không nhà cửa nay đây mai đó dù tăng. Đâu phải như bọn buôn Phật bán Pháp, trụ thế tăng xây dựng chùa to tháp lớn như cung vàng điện ngọc làm hao tốn của đàn na thí chủ biết bao nhiêu mà kể Đạo Phật ra đời vốn để giúp người tu hành giải thoát khỏi kiếp sống làm thân chúng sanh rất là khổ đau. Chứ đâu phải để bọn người vô lương tâm lấy đó làm cuộc sống vì thế đạo phật hiện giờ mất hết ý nghĩa giải thoát của nó thật là đau lòng quý phật tử hãy đề cao cảnh giác những người buôn phật bán pháp này những điều quý phật tử thấy mà thưa hỏi về các tu sĩ này để thấu rõ họ là những người gian xảo mà không khôn ngoan nên để lộ cho phật tử thấy còn có một số quý vị khác rất gian mà còn ngoan nên phật tử khó thấy họ làm như bậc chân tu thực sự họ có những thần thông hoặc kiến giải lý luận khiến cho mọi người khó mà xét được đâu chánh đâu tà cho nên phật dạy này các kalama đừng tin lời ta nói mà hãy thực hiện lời ta dạy khi nào có sự thanh thản an vui thật sự thì hãy tin lời nhắn nhủ của phật như vậy ta hãy đề cao cảnh giác những tà sư ngoại đạo đang đội lốt tu sĩ phật giáo lừa đảo tín đồ họ chẳng phải là người tu giải thoát dạy những điều không đúng của đạo phật quý phật tử cần cảnh giác và tránh xa đừng giúp cho những ma vương phá phật pháp mà cùng thọ tội chung với chúng